Thưa quý khán giả, cách đây 5 năm, vào đầu năm 2017, để đưa việc thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về công tác xây dựng đảng gắn với thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy Vĩnh Thạnh ban hành kế hoạch số 30 về phát động phong trào tự soi, tự sửa trong toàn đảng bộ. Qua 5 năm đã có bước chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng chỉnh đốn đảng ở đảng bộ huyện. Mục đích của phong trào tự soi tự sửa nhằm giúp cán bộ đảng viên tự nhìn lại mình và đối chiếu với 27 nhóm biểu hiện suy thoái để thấy được những khuyết điểm hạn chế và tự giác sửa chữa. Tạo ra một cái phương pháp, một cái cách thức làm mới để từ đó là từng đảng viên, từng tổ chức cơ sở đảng của đảng bộ huyện là có cái nhìn thẳng thắn về những cái mặt được, những cái mặt hạn chế của mình và biến cái phong trào tự phê bình thành cái hoạt động thường xuyên. Đó là cái phong trào tự soi tự sửa. Theo đánh giá của Ban Thường vụ Huyện ủy Vĩnh Thạnh, qua 5 năm triển khai thực hiện phong trào tự soi tự sửa, kết quả thấy rõ là lần thứ nhất đảng bộ huyện có hơn 82% đảng viên có biểu hiện một phần suy thoái. Qua nhận xét lần 2, số biểu hiện này còn phân nửa và lần tự soi thứ 7 vào cuối năm 2021 không còn trường hợp biểu hiện hay biểu hiện một phần. Sau khi đảng ủy triển khai bản nhận xét cho đảng viên thì từng đảng viên về tự nhận xét cái bản thân mình mà đối chiếu các cái biểu hiện thì sau đó đảng viên đề ra cái hướng khắc phục và các cái giải pháp khắc phục cái hạn chế. Trách nhiệm nêu gương và trách nhiệm của người đứng đầu nên là thực hiện rất tốt đối với chức trách nhiệm vụ được giao. Rồi riêng từng cán bộ đảng viên thì ý thức của cán bộ đảng viên thì ngày càng được nâng lên, đặc biệt là trong công tác cải cách hành chính tại bộ phận tiếp nhận cột cửa. Cùng với đó, huyện ủy còn triển khai viết nhật ký làm theo Bác. Hàng tháng mỗi cán bộ đảng viên phải ghi cụ thể những việc học và làm theo Bác gắn với nhiệm vụ được giao. Những việc làm này đã và đang từng ngày góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy và đội ngũ đảng viên. Từ cái kết quả của phong trào tự soi tự sửa thì đảng bộ huyện cũng đã có một cái nhìn tổng thể hơn, tổng quan hơn và nó sát thực tiễn hơn về cái trình độ năng lực, về những cái mặt mạnh cũng như là những cái mặt hạn chế của từng đảng viên và từng tổ chức cơ sở đảng. Ở trên cơ sở đó thì có những cái chương trình kiểm tra, giám sát, thanh tra để phát hiện kịp thời những cái sai phạm và xử lý. Đồng thời qua đó cũng phát huy được những cái tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám nói, dám làm của từng đảng viên. Phát huy những kết quả đạt được, năm 2022, huyện ủy Vĩnh Thạnh tiếp tục phát động phong trào nêu gương trong cán bộ đảng viên, gương mẫu trong việc tự soi tự sửa, gương mẫu nói đi đôi với làm và làm có hiệu quả chức trách nhiệm vụ được giao. Đây được xem là một trong những biện pháp nhằm cụ thể hóa việc thực hiện kết luận số 21 ngày 25 tháng 10 năm 2021 của Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa.